Hello, xin chào toàn thể tất cả mọi người. Hiện tại thì mình đang có mặt tại khu vực bắt đầu vào khu vực của thị trấn Liễu Đề của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Mọi người có thể thấy là đoạn khu vực này, thị trấn trung tâm của huyện Nghĩa Hưng khá là sầm uất mọi người nhé. Nên rằng là ở đây có những thứ mà thị trấn gần khu vực biển nó có gì đó nó lạ hơn ở nơi khác một chút, bởi vì khi mà trải nghiệm tới vùng đất Nam Định này thì mọi người có thể thấy là mua đồ hải sản hoặc mua những cái thứ về những cái món đồ của biển thì mua ở đây, ở chợ nào cũng có nếu như ở khu vực Nam Định. Và bây giờ mình đã bắt đầu vào khu vực thị trấn rồi đây. Ở đây thì trồng một hàng cây có lẽ cũng rất là lâu rồi, khá là lâu rồi. Nên là ở cái thị trấn này, những cái hàng cây này rất là đẹp. Buổi tối thì những nơi chỗ này thì khá là sầm uất. Trong các huyện thì mình thấy là nếu như mà cái huyện mà thị trấn trồng nhiều cây nhất phải nói đến là thị trấn Liễu Đề. Mình đang đi một cái thị trấn thuộc của tỉnh Nam Định, nhưng cứ ngỡ rằng là đang đi ở một con đường trên Hà Nội phố. Nó có gì đó, cái không khí nó rất là thoải mái, trong lành của một thị trấn cuối của Nam Định gần ven biển. Các cái hoàng quán được mở ra ven đường này thì cũng rất là thoáng mát và không khí ở đây thật là dễ chịu. Nếu như đi từ khu vực thành phố đi qua huyện Nam Trực thì chỉ mất khoảng 25-30 phút thì mọi người có thể tới chỗ thị trấn Liễu Đề này rồi. Rất là nhanh thôi. Ở đây không chỉ trồng một hàng cây mà có lẽ phải nói rằng là hai hàng cây ven đường sạch đẹp của một thị trấn. Nó không sầm uất như ở bên khu vực huyện Hải Hậu, nhưng nó lại cho một cái cảm giác là một cái thị trấn, có lẽ nói rằng là cái thị trấn trong lành thì là đúng hơn. Thị trấn nhiều cây xanh. Và bây giờ thì mình đã tới chỗ khu vực gần trung tâm rồi. Đến gọi là trung tâm của thị trấn Liễu Đề rồi. Đây thì bán những cái cây hoa các kiểu đây. Hoa này, đồ đạc đều sẵn có cả. Đây là doanh trại quân đội này. Ở phía những cái bên trung tâm chính quyền thì lại ở phía bên tay trái mình. Bên tay trái và bên đoạn đường bên đấy thì còn dễ chịu hơn bên này. Phải nói là dễ chịu hơn bên này. Ở chỗ khu vực Liễu Đề này thì có hai cái đèn xanh đèn đỏ mọi người ạ. Đèn đỏ. Mình đang đi thẳng về hướng khu vực thành phố. Đang đi thẳng về hướng thành phố mọi người ơi. Đây mới là trung tâm. Đấy.
ngày trước thì mình lên khu vực Hà Nội thì hay đi đường bên này, hay đi đoạn đường này. Có lẽ rằng là Liễu Đề nổi tiếng ở những và cái bộ mặt của huyện Liễu Đề, huyện Nghĩa Hưng, thị trấn Liễu Đề thì nổi tiếng với cái hàng cây xanh này, là mình rất là thích thú khi mà đi qua thị trấn Liễu Đề của huyện Nghĩa Hưng. Và những cái hình ảnh vừa rồi là những cái hình ảnh về thị trấn Liễu Đề của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Video clip của mình xin dừng tại đây. Xin chào tất cả mọi người nhé.